Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, quý hiền khách gần xa cùng các thể hồi hôn thân mến. Nước trầu là vợ, quả cau là chồng, điếu thuốc là sợi chỉ hồng, vôi trầu có nghĩa, thuốc hồng có duyên. Xin mời bốn họ hai bên xôi dầu hút thuốc, lễ duyên bắt đầu. Lần đầu tiên cho phép Quang Phường xin thay lời cho những người thực hiện chương trình, xin gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em nội ngoại gần xa cùng toàn thể bạn bè nam nữ thân mến. Trải qua một thời gian tìm hiểu lâu dài, cũng như được sự giúp đỡ của hai bên gia đình, hai dòng họ, được sự đồng ý của các cấp chính quyền địa phương, ngày hôm nay chú rể Đức Bằng và cô dâu Thu Hòa chính thức lên duyên vợ chồng, xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Và sự hiện diện của đầy đủ quý vị khách quý ở đây ngày hôm nay là niềm hạnh phúc và niềm vui bờ bến cho hai bên gia đình. Chứng kiến sự kiện lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, một sự kiện quan trọng trong đời để bắt đầu một mốc, một bước ngoặt xây dựng một mái ấm gia đình. Và ngay bây giờ đây, cho phép tôi xin thay lời ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ nhà trai sẽ lên giới thiệu đôi chút về những thành phần đại biểu tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các bà, các bác, các anh chị, chúc cho toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú của hai bên gia đình. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt phái đoàn gia đình nhà trai đến từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xin được gửi lời chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 tới toàn thể các cụ, các bà, các bác, các anh, các chị cùng qua bên hào ở bên, lời kính chúc sức khỏe năm mới hạnh phúc ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ chính thức diễn ra ngày hôm nay, chính thức các cháu đến duyên chồng vợ, trải qua năm tháng đợi chờ và tìm hiểu để rồi ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi rất vinh hạnh được trở lại mảnh đất Sơn La đầy yêu mến với những tình cảm thân thương nồng ấm nhất, sự đón tiếp trọng thị đó là niềm hạnh phúc cho phái đoàn gia đình nhà trai của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu thành phần tham dự của đoàn nhà trai ngày hôm nay. Dạ xin mời quý vị, đây là ông bà Chi, thân sinh ra chú rể Đức Bằng. Rồi tiếp theo là ngồi bên cạnh ông Chi là bà bác cả, có nghĩa là bà chị cả của bác Chi đấy. Vâng ạ, tiếp theo là chú ruột của cháu Bằng, hai chú liền nhau ạ. Vâng, xin các quý vị cùng đứng lên được. Và cùng theo sau đó là các cô, các dì, các em, các cháu cũng có đầy đủ cho cái lễ ngày hôm nay. Thì kính thưa quý bà, cô bác, anh chị, được trở lại cái mảnh đất Sơn La ngày hôm nay rất vinh hạnh là được sự đón tiếp hết trọng thị của phái đoàn nhà gái trong những thủ tục cần thiết nhất của hai cháu suốt từ lúc bắt đầu tìm hiểu cho đến nay. Và hôm nay cô đã chốt lại tất cả những gì tinh tú nhất và để lại minh chứng cho đó là một cái lễ thành hôn ngày hôm nay. Và gia đình chúng tôi cũng xin phép rằng có thể nói là 201 trong buổi về dự cái lễ thành hôn ở dưới nhà gái ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có lồng ghép luôn đó là cái thủ tục lễ xin dâu. Và cũng xin hết sức mong phái đoàn nhà gái tiếp nhận những cái lễ của gia đình nhà trai và chúng ta làm những thủ tục cần thiết trong ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, vừa rồi là lời phát biểu giới thiệu những thành phần tham dự trong chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay đại diện cho phía bên nhà trai. Vâng ạ, bây giờ đây xin trân trọng một vị đại diện giới thiệu ở bên nhà gái sẽ lên đại diện để giới thiệu những thành phần tham dự của bên nhà gái. Xin trân trọng kính mời ông. Trước hết cho phép tôi xin thay mặt bên phái đoàn nhà gái xin trân trọng gửi tới tất cả các cụ, các ông, cô bà, quý vị, chú bác và toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai bên gia đình hai họ. Trước hết xin gửi trân trọng gửi lời chúc sức khỏe dồi dào thành đạt nhân dịp năm mới, xin chúc mọi người mạnh khỏe. Muốn tiếp câu chuyện của phái đoàn nhà trai, tôi xin đại diện phái đoàn nhà gái xin trân trọng giới thiệu các vị đại biểu đại diện tham dự buổi hôn lễ ngày hôm nay của hai cháu và một bạn. Về phía phái đoàn họ nhà gái hôm nay là ông Trung, bà Mão là thân sinh ra cháu Hòa, xin trân trọng. Còn tiếp theo là về phía phái đoàn nhà gái là người chị cả của chúng tôi hôm nay của cổ Trung là bà Hùng, là chị cả của chúng tôi. Một, thứ hai là bà Húng. Bà Húng đâu?
Đây, bà Húng là người chị thứ hai của Trung. Tôi là người thứ ba. Còn giới thiệu bà Thủy là em út của ông Trung. Còn về phía gia đình bên bà Mão là về phía bà ngó là chị cả. Vâng, của bà Mão. Ông Chi, xin chào, ông Chi là anh của bà. Còn ông bà Bảy là chị của bà Mão. Vâng, cái tổng giới thiệu của ông Hợi là anh của bà Mão. Vâng, còn tất cả những người ở trên đó là cô dì chú bác, là anh chị em của bên một là phía bà Mão, hai là phía ông Trung, là người thân sinh cha cháu Hoài. Nên xin báo cáo tất cả các tổ công các bà cô dì chú bác. Để tiếp theo câu chuyện thì về phía giới thiệu các thành phần tham dự ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu một số thành phần như vậy. Tiếp tục công làm việc theo công việc thì đây. Vâng ạ, vừa rồi là lời giới thiệu đại diện cho hai bên gia đình, giới thiệu các thành phần tham dự. Và trăm năm thì có một năm chỉ có một ngày, và một ngày chỉ có giờ đẹp nhất là bây giờ đây. Và ngay bây giờ đây, cho phép tôi xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho họ nhà trai sẽ lên có đôi lời phát biểu và chính thức nói lời xin dâu cho chương trình hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Cũng xin tới lời của MC cũng đã nói rồi, trăm năm thì chỉ có một ngày cũng chỉ có một giờ nên duyên. Giờ vâng, giờ hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Và về phía nhà trai chúng tôi có một chút lễ mọn trước đến để kính cáo tổ tiên, sau đó cũng xin phép ông bà ông Trung cũng như đại diện của gia đình nhà gái xin được đón cháu Hòa trở về làm dâu con trong gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ vâng. Vâng, kính thưa quý vị, miếng trầu quả cau thể hiện sự chung thủy xót xa của đôi vợ chồng, và mâm xôi con lợn thể hiện sự sum họp sum vầy của hai bên gia đình, chén rượu nồng thể hiện tình cảm mặn nồng của đôi vợ chồng. Và ngay bây giờ đây, cho phép tôi xin trân trọng kính mời đại diện của bên nhà gái sẽ lên tiếp nhận lễ xin cưới ngày hôm nay từ phía gia đình nhà trai ạ. Xin trân kính mời ông quý ạ.
Thế tôi xin trân trọng kính mời mọi vị đại biểu đại diện cho mọi nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Xin trân trọng mời ông đại hồng hồng quý ạ. Thực hiện cho phép tôi xin trân trọng kính mời tất cả các cụ các bà cô dì chú bác của toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai bên gia đình và hai họ ăn trầu uống nước thuốc để mừng một ngày vui vẻ cho các cháu. Kính thưa các cụ các bà cô dì chú bác của toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu hai bên gia đình và hai họ trải qua quá trình dài thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của hai cháu Hòa và cháu Bạc được sự nhất trí cho phép gia đình bà Trung gia đình bà Trung Mão và gia đình bà Chi được sự nhất trí của hai họ công nhận của hai cơ quan pháp luật và chính quyền địa phương hôm nay là ngày đẹp tháng đẹp hai bên gia đình trên này tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu và cũng giờ phút này đây hai cháu đã thành quyền chồng vợ không biết nói hơn trân trọng nhân dịp năm cũ đã qua bước sang năm mới xin trân trọng gửi tới tất cả quý hôn phu nhân chúc sức khỏe lời chào đoàn kết chúc các cháu an lành thuận lợi bên nhau trân trọng cảm ơn khi tuổi hôn kể từ ngày nay đi hai cháu đã lên viên chồng vợ hai bên gia đình đã kết thành nhân ta không biết hơn thì cũng chúc các cháu ăn ở đã chọn cho mọi đời đứng xứng đáng là lâu hiền thể thảo và hai bên gia đình nhân ta đã gắn bó càng hai hội đoàn kết càng bạn thân hơn để làm cho các cháu xin thành công cảm ơn và vừa rồi là lời phát biểu để diễn cho nhà gái cũng như là lần tiếp nhận chính thức từ nay trở đi chú rể sẽ bằng đã là diễn làm con trai trong nhà. Vâng ạ, và có lẽ rằng là chúng ta hãy cùng cùng bước lên sân khấu và dành những tràng tay thật lớn và thật dài cho mọi người trong năm mới trẻ. Vâng, và để không mất thời gian của quý vị, cha mẹ sinh con ra luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho những đứa con của chúng ta. Và ngày hôm nay đây, sự hiện diện của các bác, công sĩ, người ngoại, hai bên cũng có những món quà trao tặng gọi là tình cảm bằng cổ hồn môn vô thành tặng cho đứa dâu của chú rể. Vâng, tôi trước tiên cho phép xin được kính mời bố mẹ thân sinh ra anh Bằng ạ sẽ lên trao cổ quà cho hai con. Lễ thành hôn cho anh chị và mẹ hai con. Những tình cảm của người cha người mẹ dành cho anh liên quan của mình và một tràng pháo tay lớn nhất. Vâng, và ngày hôm nay thì bố mẹ thân sinh ra Thu Hòa cũng có món quà nhỏ xin được trao tặng cổ hồn môn dành cho hai con. Chị gái lớn thứ hai cũng có món quà nhỏ cho người trao tặng và xin mời chị gái quý luôn ạ. Em có thể chào mừng chúc mừng hai họ một nhà chúc mừng gió vâng, em gái quý luôn vâng, xin được mời anh Tuấn Thấn là anh trai hai bằng nhà bác gái lớn bên phía nhà gái có một món quà nhỏ xin được trao tặng cho hai anh. Kim đã sơ lầm tình ta nên duyên vợ chồng từ đây xa phút mong đau. Cảm ơn và tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện cho vợ chồng và anh chị là bạn rể của bác Hùng của chị gái và trong chương trình ngày hôm nay cũng xin được kính mời cô Mai là thủ trưởng của bên phía anh Bằng cũng muốn quà muốn trao tặng cho gia đình anh chị.
Vâng, và xin được cảm ơn cô ạ. Và tiếp theo thì xin được trân trọng kính mời bạn hiện là đang là con nuôi của Thế Trung cũng có một món quà trao tặng cho anh chị Tiến Tiến từ ngày trong năm 2020. Dạ vâng ạ, à, đó là những món quà tuy nhỏ nhưng tình cảm rất lớn muốn gửi tặng tới chị. Chúc anh chị hạnh phúc. Vâng ạ, và chương trình lễ lễ sinh cưới và sinh dâu tại gia đình thì đây sẽ nhất được khắc lại một chút ạ. Vâng, và chúng ta hãy cùng đứng lên sân khấu để chúc lễ Đức Bà. Xin chào chào ba tư thắng và chính thức từ đây trở đi kết thúc sẽ duyên đầu bạc trong năm hạnh phúc ạ. Vâng ạ, và bây giờ đẹp đã đến. Xin trân trọng kính mời các chị cô các bà tập thể anh em người ngoại hai bên cũng như bạn bè nam nữ hãy vui lòng cùng di chuyển ra phía trước sân khấu. Ở đó chiếc xe mang biển số hạnh phúc đang chờ đón tất cả quý vị cùng đến với nhà hàng Xoay Hạt Lần Đầu để tổ chức chương trình chính thức gửi cho cô bạn trẻ. Mong chờ làn mái tóc buông dài. Khi chưa quen nhau anh vẫn hay mơ mộng, anh mơ đôi ta yêu nhau mãi không thôi. Mơ được cùng em về trong nắng, mơ được yêu em đến muôn đời. Đêm về chỉ còn anh với anh, đêm về chăn chọc thao thức ấm thầm. Đêm về ngồi ôm thương nhớ, nào em hay biết anh đã chót yêu thật. Nay ta quen nhau anh đã thôi mong chờ, ta vui tung tăng qua bao phố thân quen. Đêm về anh không còn thao thức, đêm về anh thôi hết âu sầu. Nay ta yêu nhau anh vẫn luôn mơ mộng, anh mơ đôi ta được yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời. Đêm từng đêm chẳng chọc thao thức, nỗi ưu tư ôm ấp trong lòng. Muốn có em trong vòng tay ân ái, muốn có em chung bước lối đi về. Anh vẫn nghĩ yêu là vui biết mấy, giờ mới biết nỗi e ấp khi yêu. Yeah! Mong chờ làn môi cười tươi thắm, mong chờ làn mái tóc buông dài. Khi chưa yêu nhau anh vẫn hay mơ mộng, anh mơ đôi ta yêu nhau mãi không thôi. Mơ được cùng em về trong nắng, mơ được yêu em đến muôn đời. Đêm về chỉ còn anh với anh, đêm về chăn chọc thao thức ấm thầm. Đêm về ngồi ôm thương nhớ, nào em hay biết anh đã chót yêu thật. Nay ta quen nhau anh đã thôi mong chờ, ta vui tung tăng qua bao phố thân quen. Đêm về anh không còn thao thức, đêm về anh thôi hết âu sầu. Yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời. Mơ được yêu em thật say đắm, mơ được bên em đến muôn đời.
hệ sắt thẳng. Tức là lúc tôi còn trẻ, thu hòa đức bằng xây ngọn lửa của tình yêu, lửa của tình thương và nỗi nhớ. Và đúng là thật vậy, chúng tôi cánh loan tin mừng hạnh phúc và đã hết người có những nắng bình minh. Ngay bây giờ đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, xin quý vị cùng dành chào tay thân lớn để chào đón Thank you.
không biết nói gì hơn. Trước khi nhận lời, một lần nữa xin thay mặt hai bên gia đình và nhà gái mình xin trân trọng gửi tới tất cả các quý vị đại biểu thân thiết gần xa cùng toàn thể hội hôn một lần chúc sức khỏe, một lời chào đoàn kết thanh nhã, chúc các vị cùng với tất cả các gia đình xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn vị đại diện với lời phát biểu sức ngắn gọn và lời chúc mừng hạnh phúc cho cô chú rể và các quý vị và cũng là lời cảm ơn đến toàn thể các cô cụ và cô chú chú bác cùng toàn thể quý vị khách đã không quản ngại từ xa xa xôi về đây chung vui dành tình cảm lời chúc tốt đẹp nhất cho cô chú rể Thu Hà và Đức Bằng trong ngày hôm nay và đã bắt đầu rượu đã rót, xin mời quý vị và cùng nâng ly rượu đầu tiên để chúc mừng hạnh phúc cho cô chú rể trong ngày hôm nay. Xin kính mời và xin kính mời đại diện gia đình hai bên và cô chú rể cùng bước xuống phía dưới để mời rượu. Cảm ơn quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, ngoài sự góp mặt của quý vị ngày hôm nay còn đến với buổi chúc mừng lễ vô quy hạnh phúc cho cô dâu chú rể còn có sự góp mặt của các thầy giáo nghệ sĩ đến từ trung tâm đào tạo nghệ thuật Music Home Sơn La và đến tôi kính chúc quý vị chúng ta cùng gặp gỡ lại với nữ ca sĩ Hoài Thu với một sáng tác mang tên Khát Vọng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Con sông đi qua đời em, để ai bên
tài năng Việt Nhí lại có mặt tại Sơn La trong ngày hôm nay, trong chuyến ngày hôm nay. Cho cô hỏi con một chút là con Quỳnh Anh năm nay mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Ồ, 5 tuổi ạ. Vâng, quá tuyệt vời với một làn điệu mang đậm và dân ca. Vâng, và với ca khúc này thì nếu con mà mời như thế thì các bà, cô thì chú bác ở đây không thể từ chối chén trà và miếng trầu của con được. Lần nữa xin cảm ơn con rất là nhiều. Một tràng pháo tay nữa dành cho bé Quỳnh Anh được không ạ? Xin mời cả bài con sau những phút nữa nhé. Con chuẩn bị tiếp vào bài hát nữa nhé. Cảm ơn con. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, cho phép Quang Phường xin được gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Hoa Cài Mái Tóc. Và một tràng pháo tay thật lớn chào đón Hoa Cài Mái Tóc. Chương trình văn nghệ Lương Hàn chồng ngày phúc cho đời bạn trẻ Thu Hòa và Đức Bằng.